Anh Tương ơi, em nhớ anh quá à. Cả ngày hôm nay anh ở đâu vậy? Ủa em ơi, anh là tương cà chứ không phải là tương ớt. Em xin lỗi anh nha, em bị mù màu á nên không có phân biệt được tương cà với tương ớt. Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh ạ. Ok, không sao đâu bé. Dạ. Tương ớt ơi, anh tương ớt, anh tương ớt ơi. Anh là tương ớt của em nè. Ấy, anh tương ớt chết tiệt này, làm người ta lo muốn chết à. Ủa mà sao anh tương ớt á lại có mấy chiếc cà ở xung quanh vậy? Thì phải đầu tư như vậy mới lừa được em chứ. Người yêu của mình mà nhận cũng không ra nữa. Tôi giận lắm đó nha. Thì anh cũng phải thông cảm với người yêu anh không phân biệt được màu sắc chứ. Không biết đâu, bắt đền đó. Mấy người, cho tôi chấm mấy người đi. Ơ, à, anh muốn em chấm vào anh hả? Ờ, bắt đền đó. Ừ, dạ. Vậy em chấm vào anh nha. Trời đất ơi, tương ớt bạn tôi ơi. Người yêu của ông thơm quá à. Cái thằng này mày nói cái gì vậy? Người yêu tao là sao? Thì còn ai nữa? Con bé xúc xích đó. Ủa xúc xích nào? Đừng nói là xúc xích đó. Mày chấm xúc xích đó rồi hả? Ờ. Ủa chứ nó không phải người yêu mày hả? Mày. Oh my god. Chúc mừng sinh nhật xúc sinh. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Người ta là xúc xích mà cứ xúc xinh nghe như là chửi vô mặt người ta vậy đó. Thông cảm đi bà ơi, tụi tôi đâu có biết hát đâu. Ê, ủa mà sinh nhật này của bà là sinh nhật lần thứ mấy vậy? À, dạ, năm nay bé mới có 1 tuổi à. Anh là anh thương nó như là em út trong nhà vậy đó. Nó ở trong tủ lạnh anh ngót nghét cùng 1 năm rồi mới được lấy ra đó. Ồ, ê, lâu vậy luôn á hả? Ê, vậy hạn sử dụng của bà là bao lâu vậy? À, em... Hạn sử dụng của em là 1 năm. Bất ngờ gì, có gì mà bất ngờ. Mọi người, tất cả phải giấu kỹ bí mật này cho tôi. Nếu không, tôi không để cho các người yên đâu. Mày bị nó gài rồi. Tưởng mình là gà, nhưng hóa ra chỉ là hạt thóc. Anh xin lỗi em nhưng mà anh không thể nào chấm em được nữa đâu. Anh đã lỡ chấm miếng bé xúc xích rồi. Thì có sao đâu anh, em không phải là người đầu tiên của anh, nhưng em là người cuối cùng của anh là được mà. Nhưng mà con bé xúc xích anh lỡ chấm á, nó đã hết hạn sử dụng rồi mà anh không biết. Là sao? Anh nói vậy nghĩa là sao? Chấm một kén tương khác đi, chứ chấm anh em còn bị quăng vô sọt rác à. Kìa em, không chấm chén này thì mình chấm chén khác. Đừng khóc nữa, lại đi anh thương nè. Anh tương ớt. Ngoan, lại đây anh thương nè, lại đây. Tương cà là tương cà, tao nói bồ mày nó ngon dễ sợ luôn á. Mày có thể tận hưởng trong im lặng mà, việc gì phải hét lên trước mặt tao như vậy? Chứ bữa mày ăn con xúc xích trong phòng khách á, mày cũng hét lên trước mặt tao mà. Ủa, sao mày biết tao ăn nó trong phòng khách? Tao đâu kể với mày là tao ăn nó ở đâu đâu. Nói, sao mày biết? Hay chính mày là chủ mưu. Em buồn quá à. Em bị hết hạn sử dụng rồi á. Bây giờ ai cũng xa lánh em. Có gì đâu mà buồn em. Ai rồi cũng phải hết hạn sử dụng mà. Anh tương ớt, hay là em chấm vào anh nha anh tương ớt. Ê không được nha, anh có người trong mộng rồi nha. Người trong mộng của anh là ai vậy? Thì bé đưa gà chiên đó. Ủa nhưng em nghe nói á, bé đó là người yêu của anh tương cà mà. Vậy em cũng muốn chấm với thằng tương cà không? Thằng tương cà chỉ cần chấm với loại xúc xích hư hỏng như em á thì nó cũng bị quăng qua sọt rác à. Lúc đó bé đùi gà chiên á không phải là của anh hay sao? Trời gì mà nghe drama dữ vậy? Rồi mà làm sao để em chấm được anh tương cà? Lại đây, anh nói nhỏ cho nghe nè. Trời ơi, tao thương thằng bạn thân của tao quá à. Bạn thân á? Talking. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Đó anh bắt được em, đó anh bắt được em. Wow, đứng lại đó nha, anh bắt em nè, anh bắt em nè. Mèo, 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 mèo. Ôi, trời ơi, con mèo. Sao mày đi đứng mày không nhìn được hả? Xin lỗi cưng nha, chị làm công ăn lương thôi, làm công ăn xương thôi. Cảm ơn chị mèo đã giúp em. Bây giờ chị ăn em được rồi đó. Ủa là sao? Tự nhiên cái hai người ăn nói gì xà lơ vậy?
đừng nói em là chủ mưu của cái này nhá. Chứ còn gì nữa, nó nói vậy rồi mà. Ờ, là tôi làm đó, tôi làm vậy để trả thù cho anh Tương Cà. Chính anh là vụ anh Tương Cà chấm phải con bé xúc xích hết hạn sử dụng để anh đập chiếm lấy thôi. Anh là đồ hèn, quá là hèn luôn á. Đúng, cứ coi như anh là một thằng hèn đi. Nhưng có bao giờ em tự hỏi tại sao em chỉ còn một bộ xương mà anh vẫn thích em không hả? Ờ cũng đúng, mày hỏi nó chưa? Ý anh là sao? Em chính là tình đầu của anh. Thấy chưa, nó là tình đầu. What? Really? Leo, trái ớt nhỏ xíu xiu xiu. Leo. Ê, nhỏ như vậy có làm gì được không ta? Anh em nó ai cũng bự, có mỗi mình nó nhỏ à. Mấy con bướm hư hỏng kia dám ăn hiếp anh ớt hiểm của tôi hả? Cút đi, cút đi. Con gà nhỏ xíu, mày cũng nhỏ như nó, mày làm gì được tụi chị ha? Tôi ấy thì tôi không có làm được gì đâu. Nhưng mà, mẹ ơi, mẹ. Ê, ê bà ơi, hay là mình bay đi bà ơi. Mẹ nó dường như quỷ vậy đó. Hôm nay tụi chị bận rồi, hẹn hai đứa hôm khác. Bye. Ủa, sao anh lại khóc nữa? Em đã giúp anh đuổi hai con bướm đó đi rồi mà. Tụi nó chê anh nhỏ. Tụi nó nói đúng á, anh không có làm được gì hết á, anh là một kẻ thất bại. Cười cười cái củ khoai. Em cũng thấy mắc cười vì anh nhỏ chứ gì. Đâu có đâu, em cười vì tưởng anh là con gà không á. Là sao? Chỉ có là gà tụi em mới tự ti vì cơ thể mình nhỏ bé thôi. Vì tụi em sinh ra để lấy thịt nên kích thước cơ thể rất là quan trọng. Còn với một trái ớt như anh thì... vị cay mới là quan trọng nhất, kích thước không phải là vấn đề. Đúng rồi đó, giá trị cốt lõi của sự vật này sẽ khác với giá trị cốt lõi của sự vật kia. Chỉ cần anh tập trung vào giá trị cốt lõi của mình, một ngày nào đó anh sẽ đạt được ước mơ của mình đó. Cảm ơn em nha. Anh nghĩ là anh đã có ước mơ của mình rồi. Em chính là chú gà năm đó, và ước mơ của anh cũng chính là em. Dường như là vẫn thế, em không chờ.